Xin chào quý vị đã đến với kênh Rosidi TV. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và ủng hộ cho kênh Rosidi TV của mình nha. Cuộc sống Mỹ sướng hay là khổ? Cuối tuần đi chợ Mỹ, đi chợ Á Châu mua được những gì? Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi vào cái chợ Mỹ nha quý vị. Đây là cái quầy Starbucks Coffee Shop đó, nằm ở trong chợ Mỹ luôn. Đó, không gian rất là đẹp ha. Xung quanh cái quầy Starbucks Coffee Shop này á, là có rất là nhiều loại rượu. Ở Mỹ có đủ thứ rượu rất là nhiều nha quý vị. Vì cũng sắp tới ngày Thanksgiving Day đó, cho nên ta cũng sẽ mua rượu nè, mua bia nè, về để uống và ăn mừng ngày Thanksgiving đó. Những cái bảng giá có màu vàng ở trên có chữ đỏ là on sale, là giá sale đó quý vị. Và đây là cái quầy hải sản của chợ supermarket nào quý vị. Thông thường thì chợ ở Mỹ thì nó sẽ phân loại ra cái chợ mà kiểu như có hải sản tươi sống á, gọi là wet market. Cái chợ wet market á, thì nó mới có những cái đồ mà hải sản tươi sống kiểu như là ở Việt Nam. Những cái chợ mà nào mà dry market, supermarket là đồ hải sản phải được sơ chế như thế này nè quý vị. Cá đó phải có cái quầy sơ chế riêng, một là cắt file ra hết như thế này. Và đặc biệt ở chợ dry market, supermarket ở Mỹ bán hải sản á, là người ta không có dám bỏ cái đầu cá hay là tôm có đầu gì đâu nha quý vị. Chỉ có những cái chợ mà gọi là half supermarket, wet, half wet market đó, như là cái chợ Á Châu đó, là có thể Á Châu có thể là chợ của người Hoa hay là chợ của người Đại Hàn đó, thì sẽ có mấy cái hải sản tươi sống. Còn ở dry market, supermarket đó, bán thịt tươi sống ở chợ Mỹ đó, là phải sơ chế biến như thế này. Cái quầy này gọi là quầy butcher, thì sẽ có những người cắt thịt cho mình đó. Những cái thịt này là thịt bò, có nhiều dạng. Cái thịt bò băm ra thì nó chia ra là dạng nào nhiều mỡ, dạng nào ít mỡ, phải được chế biến sạch sẽ như thế này đây. Vì cái tiêu chuẩn chợ là vệ sinh rất là quan trọng. Nếu mà cái tiêu chuẩn vệ sinh nó bị đánh giá thấp á, chợ đó có thể bị dẹp tiệm, đóng cửa luôn nha quý vị. Ở Mỹ này cái tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, an toàn thực phẩm rất là được coi trọng. Đây là những cái con turkey nè quý vị. Vì sắp tới ngày Thanksgiving Day rồi đó. Cái ngày Thanksgiving Day người Mỹ này thích là ăn thịt, cái con làm thịt cái con turkey ăn lắm. Rất là to và bự. Nhà mình không có dám ăn cái con turkey đâu vì nó to lắm. Nhà mình không có ăn nhiều cho lắm. Cái loại turkey trong bịch màu xanh này là cái loại thịt ức của con turkey. Nó cũng có ướp sẵn, chế biến sẵn rồi mình mua ready to roast á, là mình chỉ mua về mình bỏ lên cái oven mình bake lên thôi. Đây là cái con snow crab nè, là con cua tuyết đó. Cua tuyết ở chợ Mỹ thì ở chợ dry market thì chỉ bán cái càng cua như vậy thôi. Cái phần mà nguyên một con cua đồ đó thì mình phải đi cái chợ mà có wet market, giống như chợ của người Á Châu, chợ người Hoa đó, có những cái con cua còn sống bơi bơi. Còn supermarket, dry market chợ Mỹ đó thì nó không có bán cái con cua còn bơi bơi nha. Rất là nhiều con turkey luôn. Mà năm nay turkey năm nay vậy là cũng ít đó quý vị.
Thông thường hả, mỗi năm á, cái tới kỳ sắp tới ngày thay giáo viên rất rất là nhiều luôn đó. Năm nay cái việc vận chuyển hàng hóa ở Mỹ đó nó bị gọi là đình trệ. Thứ nhất là giá xăng là tăng nè, thứ hai á, là ít người đi làm đó quý vị, cho nên cái sự vận chuyển đó nó bị trâu, cho nên giá hàng hóa cũng tăng lên rất là nhiều, đặc biệt là những cái hàng hóa nhập từ Trung Quốc đó, bị tăng giá, ngay cả hàng hóa mà nhập từ Việt Nam đó cũng bị tăng giá luôn. Người ta nói là cái người Mỹ đó, là người châu Âu rồi đó thích ăn thịt nhiều lắm, vì vậy cái quầy bán thực phẩm tươi sống ở chợ Mỹ thịt rất là nhiều luôn, vì người người Mỹ người ta ăn thịt nhiều hơn người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình á, ăn một con gà, mua một con gà, một con vịt vậy thì có khi là ăn mấy bữa mới ăn xong, vì người Á Châu, người Việt mình á, là phải ăn thêm gạo này nữa, còn người Mỹ ăn gạo rất là ít luôn, giống như là người ta mua một cái bao gạo á, có khi là nguyên một năm trời á mới ăn hết, còn người Á Châu, người Việt mình á, một cái bao gạo vậy là chắc cũng phải có khi tùy nhà, có khi nhà một tháng ăn một bao gạo, hoặc là 2 tháng ăn một bao gạo, tùy nhà, một bao gạo lớn nhỏ 50 pound hay là 25 pound, 1 pound là nửa ký nha quý vị. Đó, chợ Mỹ là như thế đó đó quý vị, rất là nhiều thực phẩm mà đóng gói sẵn, mấy cái này là ham đồ cheese rất rất là nhiều luôn. Thông thường á, người ta nói đùa là ở Mỹ là gọi là dân bơ sữa. À đây bây giờ mình dẫn quý vị tới coi cái này là gì biết không? Cái này là ice cream á, người Mỹ cũng thích ăn ice cream nữa. Đó, nguyên một cái dãy tất cả các tủ này là toàn ice cream không nha quý vị. Rất rất là nhiều ice cream luôn. Ta nói là đó, cái gì ta thay nói đùa gì? Là bơ sữa thừa cặn hả, hay là cái gọi là dân bơ sữa. Đúng là nước Mỹ này á, là mấy cái đồ làm từ cheese nè, bơ nè, sữa nè, ice cream nè, ở chợ Mỹ rất rất là nhiều. Quý vị thấy không? Mình đi cái chợ Mỹ nhiều đồ ăn tươi ngon như vậy đó, mà mình chỉ mua được sữa thôi. Mua thịt đó thì cái thịt của ở chợ Mỹ á, làm cũng khác, cái thịt mà ở chợ Á Châu á, làm cũng khác. Đôi khi á, mình cuối tuần mình phải đi 2-3 cái chợ, đi chợ Mỹ nè lại thường, hoặc đi chợ Mỹ lại sang để mua. Có khi những cái thực phẩm mà mình thích á, không phải một chợ này nó bán mà chợ khác nó phải bán, cho nên cuối tuần á, có khi là đi 2-3 cái chợ. Quý vị thấy không, ở Mỹ sống như vậy là sướng hay khổ, cũng có nhiều mặt hàng cho mình lựa chọn ha. Đó, rất rất là nhiều ice cream luôn, nhiều lắm. Người Mỹ rất là thích ăn ice cream luôn, quá trời là nhiều, tất cả có rất là nhiều loại. Mà cái loại mà Haagen-Dazs, cái loại ice cream Haagen-Dazs, hình như ở Việt Nam cũng thích cái loại ice cream này lắm ha. Ở Mỹ có cái hiệu Haagen-Dazs ăn ngon, nhưng mà mình thấy nó cũng hơi ngọt đó. Có nhiều, bây giờ có nhiều loại cái ice cream mà của organic á, rất rất là ngon ha. Thấy không? Tủ lạnh nào tủ lạnh nấy đầy ắp ice cream luôn á. Rất là nhiều ice cream luôn. Mình đi cái chợ Mỹ bự như vậy đó, mình chỉ mua được sữa cho con mình và thịt thôi. Cũng không có mua được nhiều cho lắm.
cái novelty đó là cái ice cream mà theo mùa đó. À, có khi mùa hè nè là ăn popsicle, là ice cream trái cây đó. À, đó à, rất rất là nhiều loại luôn ha. Đó, đây là những cái loại mà theo mùa ice cream mà trái cây đó, làm từ thơm hay là dừa đồ đủ thứ hết, là nó sắp xếp theo cái khu vực này. Ice cream này là loại đặc biệt, nhìn thấy hấp dẫn không, ngon không, trong cái hộp giống như chocolate đó, đẹp ơi là đẹp. Ồ, và đây là ice cream dành cho chó nè quý vị. Listen, look at this one, many layers. See? And this one coconut and mint. This one is many kind of fruits and mint and fruits. Like a popsicle. This one tiny, tiny Häagen-Dazs ice cream. Oh, cái này là ice cream cho chó hả? Và mình phải đi thêm hai cái chợ Costco để kiếm cái iPad cho con mình mà hết hàng iPad quý vị. À, từ mấy tuần nay iPad hết hàng, mình phải order đặt online mới có. Thông thường là chợ Costco hay là chợ Best Buy là vô mua iPad là có hàng liền cho mình luôn. Nhưng từ cuối tháng 10 cho tới bây giờ là mình mua mình phải đặt hàng trước, không có hàng liền, hàng rất chậm, rất là hiếm, do cái nguồn hàng hóa nhập từ Á Châu, nguồn vận chuyển đó bị lý mịch, bị đủ thứ chuyện hết, cho nên nguồn hàng nó bị chậm, bị này bị nọ, mình nó không có hàng nhiều nha quý vị. Đó, toàn là những cái iPad này là chỉ trưng bày thôi, trưng bày thôi. Những cái giá này là giá những cái hàng linh kiện hết, sạch sẽ iPad luôn, chỉ còn iPad làm mẫu thôi. Out of stock. Không còn cái iPad nào hết. Và bây giờ ai muốn mua iPad phải đặt hàng order online, chứ ở tiệm không có sẵn nha quý vị. Và xong chợ Costco mình phải chạy qua chợ Á Châu. Chợ Á Châu là hết sạch gạo luôn, chỉ còn những cái bao gạo nát như thế này nè. Bình thường xếp cao lên mà giờ còn có mấy bao. Còn có mấy bao à? Bình thường cái khu vực này là chứa rất là nhiều gạo, trồng nguyên một chồng rất là cao, bây giờ trống trơn. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng mua được vài thứ ở chợ Á Châu, mua được nhiều hơn ở chợ Mỹ nha quý vị. Kết quả thu hoạch là như vậy, cũng mua được bao gạo và bánh mì và mì gói, hai thùng mì gói và những thứ trái cây linh tinh, hai ai thùng chôm chôm và một trái sầu riêng nha quý vị. Ta-da, đó quý vị thấy không? Một trái sầu riêng, hai chùm thùng chôm chôm từ Nam Mỹ. Cái bịch này là bịch nước uống chanh dây. Ta-da, kết quả mua được nhiêu đây? Mì lẩu Thái, miếng bò kho, phở, bubble tea. Bubble tea này, bánh mì, một bao gạo,
một trái sầu riêng. Và đây là hai thùng chôm chôm này sản xuất ở Guatemala. Hai thùng chôm chôm. Đây là chôm chôm Guatemala. Nhìn rất là tươi ngon luôn. Ngon lắm, phải thử mới được. Mời quý vị cùng mình dùng chôm chôm và sầu riêng nha. Xin hãy dùng bàn tay thần thánh của quý vị nhấn nút like cho video của mình và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Rosie TV nha. Cảm ơn rất là nhiều. Bye, hẹn gặp lại.